Nếu không thuộc cấu trúc AIDA thì làm video cũng không hay được anh chị. Content không hay được. Video không lên được. SEO được rồi, nhưng mà cấu trúc AIDA nó phải thu hút con người. Thu hút content, nội dung hay, kêu gọi hành động. Thì đó là một cấu trúc của hôm qua tôi nói. Thì đây được gọi là kiến thức mới ClickFunnels 2.0 ra mắt tháng 5 năm 2023. Cái tôi đang nói cái này là cái mới rất ở Việt Nam chưa ai dạy. Tôi tin như thế. Bởi vì học ClickFunnels với tôi chỉ có mấy người, Minh Khôi, anh Thơ cùng một vài người thôi. Mới ra mắt tháng 5 năm 2023 tôi mới học bơ hôm tháng 5, tháng 7 đấy. Thì thầy Junseo Production nói kỷ nguyên video ngắn, họ không chờ đọc email của các anh chỉ qua 6 ngày đâu. 6 ngày người ta cần, người ta rời đi rồi, bạn vui. Thì mình cần phải khi đọc rồi, hệ thống phải biết được anh này đọc liên tục thì tăng thêm giá trị, chăm sóc, bán hàng luôn. Khách hàng chúng ta không chờ nữa, đúng không ạ? Thì chúng ta phải cho trải qua. Và một chuỗi này thì nó như thế này thôi. Thì được gọi là follow up, nuôi dưỡng chăm sóc họ. Thì đó là vũ khí của các chuyên gia. Mua một sản phẩm đầu tiên là khó khăn nhất. Sau khi mua rồi thì cho đi setting bán hàng, cho đi setting bán hàng. Đây được gọi là một hệ thống system. System một mô hình kinh doanh các anh chị, một hệ thống marketing. Cuốn này cuốn cũ nha anh chị nha, rất nhiều người trên thế giới đang đi dạy cuốn này này. Nó chỉ là này thôi chứ anh chị không học thì không hiểu đâu. Đọc tôi nghĩ là không hiểu nếu chưa học qua. Cái cuốn mà đợt vừa rồi học thì tôi được tặng. Thì ông đã nói những kiến thức mới. Thực tế nó nhiều phễu funnel khác nhau như vậy các anh chị. Được gọi là ma trận. Khi chúng ta thiết kế một sản phẩm hoàn vốn như thế này rồi thì được gọi là một hệ thống bán hàng. Khi chúng ta ra một hệ thống này rồi, 1, 2, 3 đúng không ạ? 1, 2, 3 thì nhân bản nó ra, lấy cái này nhân bản ra, sản phẩm 1, sản phẩm 2, 3, 4, N sản phẩm cũng vậy thôi anh chị. Thì được gọi là tofu, bofu và mofu. Tofu, bofu, mofu là gì? Là ma trận sản phẩm, ma trận marketing. Rất nhiều người lầm tưởng tôi đi đào tạo tôi bán khoa học, đúng một phần thôi, nhưng mà theo anh chị tôi bán cái gì tiền tiếp theo khi vào phải của tôi ạ? Rất nhiều N đúng ạ, đúng không anh Vũ nhỉ? Tôi học người thầy tôi dạy tôi chạy bộ, tôi mua đồng hồ Garmin tôi ví dụ, nhưng không phải của thầy, nhưng là của thầy, như là tiền vào túi thầy, thì là cái gì? Tofu, bofu và mofu, đúng ạ? Bởi vì thầy có cái trang web nào đó không phải của thầy luôn,